Em Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ở trong video clip này, em Đạt Trần lên sóng chiếc âm ly Pioneer SA7800. Đây là một trong những dòng âm ly huyền thoại của Pioneer. Em nó nổi tiếng về cái độ dễ ghép loa, loa nào cũng chơi, không biết kén loa là gì các bác nhé. Dòng này thì nó không biết kén loa là gì. Âm sắc rất là hay, thiết kế với hai cái đồng hồ vu rất là đẹp và cái mặt nhôm phay màu trắng. Máy về thì trong cái tình trạng đẹp xuất sắc cũng như zin nguyên bản, rất là hiếm được về được những cái con 7800 đẹp như này. Shop Đạt Trần để tuyển chọn rất là kỹ. Và cái đời bên em về này là 7800 là nguồn vàng, sắt vàng các bác nhé, khá là hiếm. Đầu tiên em quay cái phần mặt mũi cho các bác xem. Mặt của nó là mặt nhôm phay màu trắng, đẹp không tì vết, em cũng không tìm thấy vết xước nào luôn. Các cái núm của nó thì căng mọng luôn, núm ti căng mọng. Đây, các cái thanh góc của nó này còn rất là sắc bén. Quay kỹ chi tiết từng núm một, từng chi tiết cho các bác cùng xem độ đẹp của con âm ly Pioneer 7800 này. Thiết kế của nó khá đơn giản nhưng mà nó đẹp mãi theo thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt. Những con 7800 này thì trước đến giờ thì luôn là huyền thoại rồi, khá là đơn giản. Ở đây có một công tắc nguồn, hai cái nút chỉnh bát chép, cọc loa AB hoặc A cộng B. Đây đường phone này, nó có chế độ đánh lao lớt. Đường vào tép 1, tép 2 đấy, rồi ba lan trái phải và các cái đường vào aux, phoner, tuner và volume tổng ở đây. Con này thì dòng điện 100V và công suất tiêu thụ của nó là 160W và đánh tốt rất là nhiều các loại loa. Đặc biệt là cái tình trạng của con này quá là mới luôn. Em mặt mũi thì không có một điểm chê rồi. Tiếp theo em quay cái phần nắp nâng cho các bác xem. Nhiều các bác nhìn thoáng qua thì các bác nghĩ là em này lắp nó sơn lại nhưng thực tình thì em này lắp zin. Lắp zin mà em còn không nhìn thấy cái vết xước của nó ở đâu cơ. Đây lắp zin các bác nhìn này là có biết này, khi mà vặn ốc thì nó bị một tí ở đây này. Đấy. Thì em tháo ốc ra rồi để em chuẩn bị tháo nội thất, mà nếu mà lắp ốc vào thì nó sẽ che đi. Đấy. Nắp lưng zin mà nó còn đẹp như vừa xuất xưởng như thế này. Đấy, đặt sọ đặt trần tuyển chọn rất là kỹ. Tiếp theo thì là cái phần phần sau đi. Đây, dây điện hơi ngắn. Đây, phần phía sau cho các bác cùng xem. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Pioneer SA7800 có số series máy đây thì về được một máy duy nhất thôi. Bác nào mua thì đúng là cái máy này, số series có đuôi là 570D. Đây, nguyên tem từ Nhật về rất là đẹp. Đít đáy còn đẹp xuất sắc luôn và các cái giác cắm đây, giác AV còn đẹp. Nghiêm chỉnh. Tiếp theo thì cái phần nội thất đi. Mời các bác chúng ta cùng quan sát cái phần nội thất của chiếc âm ly này. Đây đầu tiên là cái phần nắp lưng đã, cho các bác xem cái phần nắp lưng đã. Đấy, nắp lưng rất là đẹp luôn. Con này thì là nguồn vàng, sắt xi vàng, khá là hiếm, sắt xi 7 màu. Những cái dòng 7800 thì các bác nhìn vào cái sợi dây cáp này là các bác đánh giá được mức độ mới của nó như thế nào. Phần sắt xi còn vàng óng. Đây. Sắt xi còn vàng óng luôn. Khá là hiếm. Dòng nguồn vàng thì được các bác ưa chuộng hơn là dòng nguồn trắng. Sắt xi vàng cũng thế, các bác ưa chuộng hơn vì nó rất là bền theo thời gian, nó không dễ bị oxy hóa. Đây, rất là đẹp. Vàng óng luôn. Đây và cái phần này, công suất đây, em đặt trần mời các bác xem. Công suất đây. Đấy, máy nó đánh 4 con sò. Đấy, em đặt trần mời các bác xem. Em quay rất là kỹ lưỡng tỉ mỉ đây, từng chi tiết một để mời các bác chúng ta cùng xem. Rất là đẹp phải không ạ? Tản nhiệt. Đấy, sắt xi 7 màu. Chưa lau dọn này, dưới này nó còn nguyên bụi nhá. Đấy, đây nó còn nguyên bụi đây, em sẽ gẩy một tí. Đấy để các bác thấy không? Máy nó còn nguyên bụi mà nó đã rất là đẹp như thế rồi. Tiếp theo là cái phần đáy đi, một chút cái phần đáy nữa là các bác đánh giá cái chất lượng của con máy này luôn. Đây, cái phần đáy đây các bác thấy không? Vàng ươm, không một tì vết, rất là đẹp. Các bác chơi chơi những cái hàng tuyển như thế này và sau đặt trần thì tự tin, đây là con máy đẹp xuất sắc luôn, hiếm có ở trên thị trường. Khẳng định với các bác, những cái con máy khác ở trên thị trường khó có thể sánh được với con máy này. Bởi vì hàng bên em tuyển chọn khá là kỹ. Và bây giờ em sẽ đấu dây vào để em test thử nhạc cho các bác cùng nghe.
Bác ra chơi con này thì bác đánh được rất là nhiều các loại dòng loa Nhật như bát 20, bát 25, 30, các cái dòng loa cây cổ đều chơi rất là hay. Mời các chúng ta cùng thưởng thức em test trên cặp loa JBL L80T. Rầm rất là hay ạ. Các cái núm này của nó là chiếc đa bi cho nên là vặn nó bền, nó không bị loạt soạt bát đấy. Bát đánh tức ngực luôn. Rất khỏe. Chép đây. Lòng đã giận lòng. Đừng khóc biết lý. Non nét đấy. Mà sao khi ta loa led là đánh tức cực luôn. Đây là tắt loa này, A này, B này, A cộng B này. Mà lan. Em đặt trần xin được báo giá cho các bác luôn, chiếc âm ly Pioneer SA7-800. Chiếc âm ly này xóm đặt trần có giá bán 8.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu mày có hãy alo trực tiếp cho em đặt trần, số máy 098 358 6968 các bác nhé. Chưa đăng ký kênh mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như cập nhật các sản phẩm ở đâu mới nhất. Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi, em đi đường em, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng trách người ơi, cuộc sống nơi clip này tại đây, và bác nào đang quan tâm muốn sở chiếc âm ly này thì mày có hãy alo trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại bác trong video tiếp theo.